Hello các bác anh em nhá. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Anh Nguyễn rất là may được lắp một bộ hát karaoke, phải nói là VIP bầu đồ nhá. Đây là nhà bác Hùng. Thì hiện nay bác Hùng đang làm việc tại Hàn Quốc. Bác ấy về buổi sáng. Buổi chiều thì bác ấy chốt luôn. Đấy thì thực ra là bác ấy theo dõi kênh của em rất là lâu rồi. Ở bên Hàn Quốc. Bác theo dõi từ lâu năm rồi. Về là bác ấy chốt luôn. Thì em này lắp cho bác ấy. Đấy. Thế bác nào loanh quanh đây và có nhu cầu về các cái bộ hát thì alo cho em nhé. Bác Hùng tại Quảng Yên. Và đặc biệt anh em Quảng Yên rất là thích anh Nguyễn lắp. Đấy, rất là thích anh Nguyễn lắp nhá. Rất là quý bởi vì em lắp hay, lắp chuẩn và lắp tốt, dễ dùng. Đồ hiện đại. Và các bác chờ em một chút nữa thì toàn bộ quá trình full clip lên sóng nhá. Hát thử máy rồi đã thấy sướng. Dành cho
xuân là chín đỏ, bàn tay đất lưu hoa cung, bàn tay yêu hát giọt mẹ đây. Em có nghe trời bao xuân chia, để xong từng giọt lăng vàng chẳng đưa đưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân thôi. Nếu chiều nay đỡ hẹn cầu về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cõi mãi già. Mà mùa xuân bên bằng áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu dân là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay đất yêu hoa cúng, bàn tay yêu hát giọt mẹ đây. Em có nghe trời bao xuân chia, đến sau từng dòng nắng vàng chợt đưa đưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, ai không biết xuân về lúc nào. Lời thề đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy năm.